Chào tất cả các bạn học sinh đã đến với bộ môn giáo dục công dân 6. Mở đầu bài học ngày hôm nay, cô sẽ hỏi bài cũ. Các bạn hãy cho cô biết quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? Nêu một hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của công dân. Các bạn trả lời câu hỏi vào vở cho cô. Như chúng ta đã biết, thì ai cũng có quyền giữ bí mật cho bản thân, không ai được xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Bởi vậy, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 18. Quyền được đảm bảo an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín. Các bạn ghi bài 18 vào vở. Đầu tiên, có thể hiểu được quyền được đảm bảo an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ba vật dụng này, đó là thư tín, điện thoại, điện tín. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về thư tín. Các bạn quan sát hình ảnh. Đây là hình ảnh về thư tín. Hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh về điện thoại. Đây là vật dụng mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và vật dụng thứ ba đó là điện tín. Rồi chúng ta để có thể hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình huống. Các bạn đọc kỹ tình huống trong sách giáo khoa và giải quyết tình huống cho cô. Bây giờ cô, các bạn ghi bài. Sau khi đọc xong tình huống, các bạn giải quyết cho cô những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, theo em, Phượng có thể đọc thư mà không cần sự đồng ý của Hiền không? Vì sao? Câu 2. Em có đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc thư rồi dán lại và đưa cho Hiền không? Câu 3. Nếu là Loan, em sẽ làm gì? Câu 4. Gia đình qua tình huống trên em rút ra được bài học gì? Các bạn ghi tất cả các câu hỏi này vào vở và giải quyết tình huống cho cô. Ở câu hỏi thứ nhất thì chúng ta nhận thấy Phượng không thể đọc thư khi chưa có sự đồng ý của Hiền, vì đó là thư của Hiền, cần có sự đồng ý của Hiền. Phượng không được tự ý xâm phạm quyền riêng tư của Hiền, đúng không nào? Còn câu hỏi thứ hai đó là giải pháp của Phượng đưa ra đó là đọc thư rồi dán lại, thì tất nhiên đó là chúng ta không đồng ý với giải pháp đấy, vì việc làm ấy đã vi phạm pháp luật. Và câu hỏi thứ ba, nếu là Loan em sẽ làm gì? Nếu là Loan thì các bạn sẽ làm gì? Chúng ta sẽ khuyên Phượng là không nên đọc thư vì đọc thư sẽ vi phạm pháp luật và đã xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Và qua tình huống trên thì giúp chúng ta rút ra được một bài học là không được tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó là việc làm vi phạm pháp luật. Các bạn giải quyết tình huống và ghi vào vở cho cô. Việc đảm bảo và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín rất là quan trọng. Vậy công dân có quyền gì trong việc đảm bảo an toàn? Chúng ta sẽ tìm hiểu quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Các bạn ghi bài vào vở. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Các bạn giải quyết các tình huống sau cho cô. Tình huống thứ nhất đó là thấy bạn của mình đọc trộm thư của người khác. Tình huống thứ hai đó là nhặt được thư của bạn cùng lớp mình. Và tình huống thứ ba đó là bố mẹ xem trộm thư email của bạn. Thứ nhất đó là các bạn thấy khi ở tình huống thứ nhất là khi mà thấy các bạn mình đọc trộm thư của người khác thì các bạn sẽ phải khuyên bạn mình là không nên đọc trộm thư của người khác. Việc đọc trộm thư của người khác là việc làm vi phạm pháp luật và là việc làm đã xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác.
Và việc làm thứ hai đó là khi nhặt được thư của bạn cùng lớp mình thì các bạn phải trả lại bức thư đấy cho chủ nhân của bức thư. Và việc làm thứ ba đó là bố mẹ xem trộm thư email của bạn. Đối với trường hợp này thì bố mẹ xem trộm thư email của bạn, chúng ta phải xem xét trong trường hợp bố mẹ muốn tìm hiểu quan tâm đến tình cảm của con cái, quản lý con cái tránh xa vào các tệ nạn xã hội hoặc những cạm bẫy ngoài xã hội. Còn những trường hợp cố ý xem trộm thư từ email của người khác với mục đích xấu thì sẽ bị trừng trị theo đúng pháp luật. Các bạn ghi bài vào vở. Vậy từ đó chúng ta có thể thấy đó là việc đảm bảo bí mật thư tín, điện thoại, tiền thuyến là quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp 2013. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 73 quy định thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật. Vậy pháp luật nước ta quy định như thế nào? Chúng ta sẽ sang mục 2, quy định của pháp luật. Các bạn ghi bài vào vở. Các bạn đọc tình huống sau cho cô và giải quyết cho cô. Cho bà, nhà bà Năm gần nhà bà Hai, hai nhà từ lâu đã có xích mích về chuyện làm ăn. Một hôm khi nhà bà Năm đi vắng, người đưa thư đến không gặp nên nhờ bà Hai chuyển hộ cho nhà bà Năm. Bà Hai bóc thư ra xem, sau đó không đưa thư cho bà Năm mà đốt đi. Không may đó lại là thư hẹn của bạn hàng. Vì không nhận được thư nên bà Năm đã bỏ mất một hợp đồng quan trọng và bị thiệt hại đáng kể. Vậy theo em, hành vi của bà Hai có vi phạm pháp luật không? Vì sao? Và hành vi đó có vi phạm đạo đức không? Vì sao? Các bạn đọc kỹ tình huống và giải quyết tình huống cho cô. Sau khi đọc xong tình huống thì chúng ta nhận thấy hành vi của bà Hai là hành vi vi phạm pháp luật, và vì việc làm đấy là việc làm tự ý đọc thư của người khác và tự đốt thư của người khác thì hành vi đấy đã vi phạm pháp luật. Và hành vi đấy có vi phạm đạo đức không thì đó là hành vi vi phạm đạo đức. Vì chỉ vì việc làm của bà Năm mà khiến cho bà à, vì việc làm của bà Hai mà làm cho bà Năm đã bỏ mất một hợp đồng rất là quan trọng, đúng không nào? Các bạn ghi bài vào vở. Rồi, sau đây các bạn hãy kể cho cô một số hành vi vi phạm bí mật thư tín mà các bạn biết. Các bạn hãy kể vào vở. Một số hành vi vi phạm về bí mật thư tín thì có những hành vi như thế nào? Thứ nhất đó là các bạn có thể kể đó là xem trộm thư, nghe trộm điện thoại của người khác. Thứ hai đó là tự ý thu giữ, hủy thư tín của người khác. Hoặc là thứ ba đó là nhặt được thư của người khác rồi vứt đi. Các bạn ghi bài vào vở cho cô. Và pháp luật nước ta quy định đó là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín điện thoại của người khác và không được nghe trộm điện thoại. Các bạn ghi pháp luật quy định vào vở. Ở điều 125, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác quy định người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật
hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm. Các bạn tìm hiểu thêm cho cô. Vậy việc đảm bảo thư tín điện thoại điển tín rất là quan trọng. Vậy học sinh có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo thư tín điện thoại điển tín của mình và người khác? Thì chúng ta sẽ sang mục 3 nhỏ, nhỏ, đó là trách nhiệm của học sinh. Thứ nhất, học sinh chúng ta thì cần phải biết tự bảo vệ thư điển tín của mình. Và thứ hai đó là tôn trọng quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín của người khác. Và thứ ba đó là phê phán, tố cáo những việc làm trái pháp luật, xâm phạm bí mật thư tín của người khác. Các bạn ghi bài vào vở. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn về nhà học bài, làm bài tập, xem lại nội dung mà cô đã dạy, ghi tất cả các nội dung cô đã trình chiếu vào vở. Chúc các bạn học tập vui vẻ.